5 chính sách ưu đãi cho người khởi nghiệp chăn nuôi của trang trại Chuồn Mốc Đồng Nai. Đồng Nai là một trong những tỉnh có tiềm năng chăn nuôi lớn nhất Việt Nam, với điều kiện tự nhiên thuận lợi và nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, với diện tích nông nghiệp rộng lớn, khí hậu ôn hòa và hệ thống thủy lợi phát triển. Tỉnh Đồng Nai đã trở thành trung tâm chăn nuôi gia súc và gia cầm hàng đầu trong cả nước. Nơi đây nổi tiếng với các trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Đặc biệt, Đồng Nai có mạng lưới giao thông thuận lợi gần các trung tâm kinh tế lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi. Nắm được những lợi thế này, một trang trại chăn nuôi động vật hoang dã được mở ra tại đây với quy mô lớn, đó là trang trại Việt Hà, có địa chỉ tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Đây là trang trại chăn nuôi con cày mốc, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều so với các loài vật nuôi thông thường. Tại video này, anh Nguyễn Việt Hà, chủ trang trại sẽ chia sẻ cho bà con về mô hình chăn nuôi hiệu quả này để bà con cùng tham khảo. Vâng, tôi xin gửi lời chào đến bà con. Thì hôm nay trang trại Việt Hà sẽ giới thiệu cho bà con cái mô hình chăn nuôi con động vật hoang dã. Hôm nay đặc biệt tôi sẽ giới thiệu cho bà con là con chuồn mốc. Thì làm sao cho chúng ta chăn nuôi nó đúng quy trình và tại sao chúng ta lại chọn cái con chuồn mốc này để chăn nuôi, và để làm sao mà chăn nuôi con chuồn mốc nó vào quy trình sinh sản với mật độ cao hoặc đông con. Thì sau đây tôi sẽ chia sẻ cho bà con những cái kinh nghiệm trong nhiều năm chăn nuôi. Nếu bà con mà muốn tìm hiểu chăn nuôi con chuồn mốc này thì bà con có thể đến trực tiếp trang trại tôi, là hiện tại tôi đang đứng ở ấp 5 xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, hoặc ở khu vực phía Bắc thì bà con có thể đến với trang trại tôi là ở Nga Sơn Thanh Hóa hoặc là ở Phú Xuyên Hà Nội. Miền Tây thì là chúng tôi có ở Cần Thơ, thì bà con có thể đến tham quan, học hỏi và chúng ta có thể trao đổi nhau về những cái quy trình và những cái kỹ thuật chăn nuôi con chuồn mốc này. Nếu như bà con muốn đến tham quan trang trại Việt Hà thì hãy liên hệ qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình để được đón tiếp. Tùy vào quy mô chăn nuôi khác nhau, lớn hay nhỏ mà sẽ có cách làm chuồng trại phù hợp. Là một người đi lên từ những trang trại nhỏ ban đầu và xây dựng thành những trang trại lớn như thế này, anh Hà cho biết nếu như bà con chăn nuôi với quy mô lớn thì bà con cần làm hai kiểu chuồng khác nhau như tại trang trại của anh đây. Còn nếu chăn nuôi với quy mô nhỏ thì bà con chỉ cần làm những chiếc lồng thấp như thế này là đủ để nuôi nhốt. Cụ thể về cách làm chuồng trại và công dụng của từng loại chuồng như thế nào, xin mời bà con cùng xem tiếp phần chia sẻ của anh. Để bắt tay vào chăn nuôi con chuồn mốc thì như bà con thấy, chúng ta cần có điều kiện là chúng ta phải có chuồng. Và làm thế nào là chuồng cho nó hợp lý? Thì ở đây như trang trại tôi thì là nó có hai kiểu chuồng. Đây là chuồng phối ghép, thì chúng ta có thể là phối ghép tập trung giữa hai con đực, ba con đực trên hai hoặc ba con cái. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta là tối ưu hóa cái khả năng phối giống và ghép giống của con chồn. Vì cái kiểu chuồng to này thì khi mà chúng ta đầu tư với quy mô trang trại thì sẽ thuận tiện cho bà con trong cái công cuộc mà mình phối ghép, và nó sẽ nhốt được nhiều con và tập trung được nhiều các cái cá thể để chúng ta cho ra cái năng suất phối giống cao. Thì là chuồng này là như trang trại tôi đang làm thì là mỗi chuồng là dài 2,5 m và chiều rộng là 1,5 m, và độ cao của nó của chuồng cũng là 1,5 m, và cái chân này là 50 phân. Thì chúng ta có thể là thiết kế theo cái mô hình chuồng trại và cái diện tích chuồng của nhà mình làm sao cho hợp lý và khoa học để bà con thuận tiện chăm sóc, và khi mà chúng ta đầu tư thì nó cũng phải đầy đủ những cái mặt bằng dựa vào thế đất, thì làm sao cho tiết kiệm không gian nhất có thể. Và khi mà bà con chăn nuôi ở tại nhà và trang trại ấy, thì bà con chỉ cần chăn nuôi cái mô hình như chuồng dãy ngang này, thì chúng ta sẽ làm cái thế chuồng dài 3 m như này, và ở giữa thì là chúng ta có thể là nhốt cá thể đực, và hai bên chúng ta có thể nhốt hai cá thể cái để làm sao là khi chúng ta phối ghép giống thì là bà con có thể là nhấc cái tấm này lên, thì là để con đực và con cái sẽ sang giao phối với nhau. Và khi mà con đực giao phối xong thì chúng ta có thể lùa con đực về chuồng giữa này và để chuẩn bị cho con cái tiếp theo ở bên tay trái tôi đây. Thì bà con có thể là lựa chọn những cái kiểu chuồng làm sao nó phù hợp với nhà mình nhất để mình chăn nuôi. Còn khi mà nuôi với quy mô trang trại như trang trại tôi ấy,
thì là những cái kiểu chuồng này là chúng tôi toàn bộ khu vực dưới này là chúng tôi đang để nhốt những con đang sinh sản và quá trình đang mang bầu, thì là chúng tôi sẽ tách riêng xuống dưới này. Và cái chuồng ghép của tôi là chuồng 2,5 m, như bà con nhìn thấy là ở trên, thì chúng ta có thể là cân đối đầu tư làm sao cho nó mình chi phí cái khâu chuồng trại nó tiết kiệm nhất và nó khoa học nhất để chúng giúp chúng ta chăn nuôi nó đạt thành quả cao. Để cho con chuồn phát triển khỏe mạnh hàng ngày, tại đây anh duy trì hai bữa ăn khác nhau cho chuồn. Thứ nhất là vào buổi sáng, anh sẽ cho chuồn ăn chuối cộng với các loại vi chất cần thiết. Vào buổi chiều là cháo nấu với các loại thịt, bổ sung thêm dinh dưỡng cần thiết để cho chuồn có đầy đủ dưỡng chất. Khi cho ăn, bà con cần lưu ý đến các dụng cụ chế biến thức ăn và đựng thức ăn cho chuồn. Cần phải đảm bảo sạch sẽ và không để thức ăn ôi thiu lâu ngày. Cần phải vệ sinh thường xuyên để đảm bảo sức khỏe của chuồn tốt nhất. Thì cái quy trình cho ăn của con chuồn mốc như thế nào thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho bà con. Thì buổi sáng thì chuồn mốc thường ăn chuối. Thì bà con cũng như thế, như chuối như thế này thì bà con sẽ cho mỗi một cá thể chuồn là 3 quả chuối vào buổi sáng và cho chúng ta cho nước uống. Thì nước uống thì chúng ta sẽ thêm vào các cái liệu trình tiêu hóa và cái liệu trình dinh dưỡng, và khi mà phối ghép giống thì chúng ta thêm cả khoáng chất để chúng ta hòa ra cho chuồn uống để làm sao đảm bảo cho chuồn của chúng ta nó đủ chất để sinh sản và cung cấp được những cái yếu tố vi lượng cần thiết để chúng ta chăn nuôi nó khoa học và nó ứng dụng cho chúng ta đẻ con và cái lứa con sinh ra nó đủ chất và được nhiều cá thể chuồn con hơn. Và về buổi chiều ấy thì là như bà con thấy là chuồn mốc thì là ăn đồ chín chứ không ăn đồ sống như chuồn hương, thì chúng ta có thể nấu cháo, như là bà con có thể nấu cháo cá này, cháo thịt này, và cháo gan heo, hoặc là cháo phổi, và cháo cổ gà, hoặc là cháo tôm tép, con tôm con tép ấy, làm sao mà cái nguyên liệu mà bà con có thể mua nó tiết kiệm nhất, chi phí nhất, ví dụ con tôm con tép các thứ thì mua nó rẻ, hoặc là những cái gan heo gan lợn thì nó không đáng bao nhiêu tiền cả, thì làm sao cho cái chi phí chăn nuôi của chúng ta nó là thấp nhất để chúng ta có những cái nguồn lãi nó về sau nó cao hơn. Và về cái quy trình chăn nuôi thì bà con nên để ý là mỗi một buổi sáng mà khi mà chúng ta cho chuồn ăn, chúng ta sẽ để ý xem là các cái biểu hiện của chuồn nó có nhanh nhẹn, nó có ăn uống tốt hay không, để và cái khi mà nó đi ra phân thì chúng ta có thể là kiểm soát được cái thức ăn để làm sao nó chuồn của chúng ta nó được khỏe mạnh. Bí quyết thành công của trang trại Việt Hà đó là kỹ thuật chăn nuôi chuồn mốc sinh sản. Đây là một khâu vô cùng quan trọng. Nếu như bà con cũng muốn có được nhiều lợi nhuận và thu về được lợi nhuận tối ưu từ con chuồn mốc này, thì bà con cần phải nắm được làm như thế nào để chuồn sinh sản nhiều, sinh sản sai con. Đây là kinh nghiệm nhận biết con chuồn lên giống và cách phối giống cho chuồn của anh Nguyễn Việt Hà. Chăn nuôi con chuồn mốc này ấy, thì bà con cần để ý nhất là khi chúng phối giống, làm sao các cái biểu hiện để chuồn gọi đực thì là chúng ta phải nhận biết được để chúng ta tiến hành phối ghép để đảm bảo cho chúng ta có những cái lứa thu hoạch nó đúng thời kỳ, đúng thời hạn mà không bị bỏ lỡ, nó rất là phí. Và khi bà con dấu hiệu nhận biết con chuồn mốc mà nó lên giống ấy, thì là bà con có thể khi mà nhốt riêng thì chúng sẽ có những cái biểu hiện là rú, kêu rú và phá chuồng, nó sẽ chạy xung quanh chuồng này, nó rất là đấy, và nó có những cái tiếng kêu rên nhẹ. Và khi bà con có thể để ý các cái bộ phận sinh dục của chúng, nó sẽ tiết ra nước màu trắng và nó sẽ có cái tiếng gọi đực rất là đặc trưng và rên nhẹ nhẹ, thì lúc đó là chúng ta sẽ tiến hành là ghép giống cho chuồn mốc. Thì ghép giống như thế nào thì là chúng ta sẽ để như bà con nếu mà chăn nuôi ở đấy thì là chúng ta sẽ lùa con đực sang chuồng con cái, hoặc là tiến hành phối ghép ở lồng tập thể như tôi, thì là mỗi một lồng cá thể đực này nó toàn là 2 đến 3 cá thể đực chiến, và chúng tôi sẽ thả cái vào lồng phối tập trung để cho 2 con đực nó phối với 1 con cái, hoặc là 2 con đực phối với 2 đến 3 con cái, thì tăng cái tỷ lệ ghép giống nó cao hơn cho bà con. Và khi mà bà con phối ghép giống, làm sao để dấu hiệu nhận biết là đã thành công, thì là khi chúng ta sẽ để ý là dưới này là khi chúng phối giống nó sẽ có hạt ngọc màu hồng nó rơi xuống, hoặc là con cái nó không chịu con đực nữa nếu mà chúng ta nhốt một, thì là chúng ta sẽ nhận biết được là trong vòng 10 đến 15 ngày là chuồn cái có biểu hiện là không chịu đực và có thể là cắn lại con đực, thì chúng ta sẽ tách con cái riêng ra
vào cái khu là khu sinh sản. Và khi mà chăn nuôi với chế độ là con bầu thì chúng ta sẽ hạn chế tối đa những người lạ đi vào khu vực nuôi sinh sản của chúng ta để đảm bảo chồn nó không bị nhạy cảm khi mà gặp những cái khách người lạ, thì con chồn nó sẽ sinh ra cái phản ứng gọi là phản ứng hoảng sợ và phản ứng tự vệ, thì nó sẽ hoang mang, thì nó sẽ không tốt cho cái lứa sinh sản chồn con của chúng ta. Thì bà con lưu ý là hạn chế tối đa người vào khu sinh sản mà mình chỉ có một người chăn nuôi được ở trong đó thôi. Đấy, thì bà con cần nắm vững được những cái kỹ thuật như vậy thì chúng ta sẽ chăn nuôi con chồn này nó sẽ đảm bảo được cái hiệu quả và năng suất cao. Nếu như bà con muốn tìm hiểu kỹ hơn về quy trình chăn nuôi chồn mốc sinh sản thì hãy liên hệ với anh qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình để được anh tư vấn cách làm cụ thể. Và tốt nhất, bà con cần đến trực tiếp trang trại để thấy được cách làm thực tế. Và nếu như bà con tuân thủ đúng quy trình chăn nuôi chồn mốc sinh sản thì chỉ sau 6 tháng là bà con đã có nguồn thu như tại trang trại này. Mỗi một con chồn mẹ sinh sản tốt sẽ đem lại lợi nhuận từ 40 đến 50 triệu đồng mỗi năm. Đây là một mức lợi nhuận đáng mơ ước của nhiều bà con chăn nuôi bấy lâu nay. Về chăn nuôi con đấy, như bà con thấy, từ khi chi phí chăn nuôi con chồn mốc này nó thấp, mà cái hiệu quả mang tới của kinh tế mang lại của con chồn mốc này thì mỗi một cá thể con cái, có nghĩa là lái bầu á, thì trong vòng một năm nó sẽ sinh sản được hai lứa, và mỗi lứa sẽ có thu hoạch là từ 3 đến 5 con. Thì tôi chỉ tính là mỗi một chồn mẹ cho chúng ta 3 con thôi. Và khi bà con tạo dựng kinh tế trong vòng một năm là sẽ có 6 cá thể chồn con. Vì chúng ta nuôi thịt thôi, là mỗi một con khoảng 4 cân thôi. Với giá trị bây giờ ấy, là khi trang trại bao tiêu cho bà con là giá 2 triệu, là chúng ta sẽ có 8 đến 10 triệu trên mỗi một con non. Là sau khi một năm mà chúng ta nuôi chỉ là nuôi thịt thôi ạ, thì là mỗi một con chồn mẹ sẽ cho chúng ta hiệu suất kinh tế là 6 x 8 là 48 triệu. Thì là nó sẽ rơi vào từ 45 cho đến 50 triệu là bà con có thể là dựa trên kinh tế là của một con chồn mẹ sẽ mang lại cho chúng ta hai lứa sinh sản trên một năm, và hiệu quả kinh tế nó là 4 đến 50 triệu trên mỗi một cá thể chồn. Còn chúng ta có hoàn toàn là khi bà con chăn nuôi thì có thể là bán với vạch giống, là phía trang trại sẽ ươm giống cho bà con. Tại sao như vậy? Thì khi bà con có cá thể chồn cái sinh sản mà chồn con tách mẹ khoảng 3 tháng thì phía trang trại chúng tôi sẽ mua lại với giá giống là 10 triệu trên mỗi cặp, là một đực một cái là chồn con, là có nghĩa là con chồn mẹ nó sinh sản trong cái tham là 6 tháng là bà con đã có thu hoạch rồi, là có thu hoạch là 10 triệu trên một cặp. Một con chồn mẹ nó mang lại cho chúng ta hai cặp giống rồi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sau 6 tháng là chúng ta sẽ thu hồi được khoảng 20 triệu trên mỗi một cá thể chồn. Trong vòng một năm nó sẽ rơi vào khoảng 40 triệu đến 50 triệu nếu mà chúng ta nuôi với giá giống, mà khi chúng ta tái đầu tư được những con lái cao hơn thì trang trại sẽ hỗ trợ cho bà con là thu con non về và cấp đổi cho bà con những con lái nó ưu việt để bà con làm sao gợi nhân đàn, nhân giống nhanh hơn. Sau khi bà con đã tìm hiểu kỹ lưỡng và nắm được toàn bộ kỹ thuật quan trọng chăn nuôi cày mốc thì lúc này bà con mới nên bắt tay vào chăn nuôi. Không chỉ hỗ trợ kỹ thuật tận tình cho người chăn nuôi mà trang trại của anh còn có tới 5 chính sách ưu đãi dành cho bà con khi muốn khởi nghiệp chăn nuôi chồn mốc, cụ thể như chia sẻ của anh dưới đây. Hiện tại thì nếu mà bà con có cái định hướng mà chăn nuôi và định đầu tư vào chăn nuôi các cái dòng động vật hoang dã thì bà con có thể nhận thấy được là chi phí chăn nuôi của nó rẻ và cái giá trị kinh tế của con chồn mốc này nó mang lại tương đối cao. Và hiện tại thì phía trang trại của chúng tôi đang có những cái chương trình và những cái chính sách cho bà con. Thì bà con ở xa có thể là đến học hỏi, thì chúng tôi có chỗ ăn chỗ ngủ tại trại, hoàn toàn nó là miễn phí để cho bà con tham gia trải nghiệm và có những cái định hướng để mình khởi nghiệp. Và cái chính sách thứ hai của tôi là khi bà con đến với trang trại mà bắt giống thì trang trại sẽ hỗ trợ cho bà con về cái chính sách bao tiêu, là toàn bộ đầu ra của bà con khi nuôi được sản phẩm thì trang trại chúng tôi sẽ thu mua lại cho bà con và chịu trách nhiệm là bán sản phẩm cho bà con. Và cái chính sách thứ ba là chính sách bảo hành của phía trang trại, nó là bảo hành đối với những con sinh sản, là chúng tôi có chính sách bảo hành một đổi một trong vòng 24 tháng, có nghĩa là khi bà con bắt về nó đẻ không như ý bà con hoặc là nó đẻ ít
dưới 3 con thì là phía trang trại sẽ tiến hành đổi cho bà con những con giống tốt hơn, đảm bảo hơn để bà con chăn nuôi làm sao nó tập trung vào ổn định về cái sinh sản để bà con làm kinh tế tốt. Và cái chính sách thứ ba nó là các cái về giấy tờ và thủ tục pháp lý của con chuồn mốc này thì phía trang trại chúng tôi sẽ cung cấp cho bà con để làm sao bà con có thể về đăng ký với kiểm lâm địa phương hoàn toàn nó hợp quy cách, đúng với trang trại và đúng với các thủ tục của nhà nước. Và cái chính sách thứ ba, chính sách thứ tư mà khi trang trại chúng tôi là sẽ đầu tư cho bà con là khi bà con đã có tâm huyết muốn chăn nuôi dòng động vật hoang dã này thì phía trang trại chúng tôi sẽ cân đối và đầu tư cho bà con từ 50 đến 500 triệu đồng đối với những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ mà chúng ta muốn phát triển kinh tế về con chuồn hương thì bà con sẽ đến đây các tôi trao đổi trực tiếp và tôi sẽ hướng dẫn cái thủ tục. Và khi bà con muốn đã ổn định mà muốn bắt tay chăn nuôi chuyên nghiệp thì phía trang trại cũng có sẽ chính sách hỗ trợ và đầu tư cho bà con. Và chính sách thứ năm nữa là chính sách đầu tư vệ tinh đối với các trang trại. Là chúng tôi sẽ đầu tư 50% đối với những cơ sở muốn làm chuyên nghiệp và muốn mở rộng với quy mô trang trại thì chúng tôi sẽ hỗ trợ 50% vốn đầu tiên. Và cái số vốn này sẽ được thu hồi sau 3 năm khi bà con chăn nuôi có thành quả rồi thì là chúng tôi sẽ tiến hành thu hồi vốn bắt đầu từ năm thứ tư đến năm thứ 10 là chúng tôi sẽ tiến hành thu mỗi năm một ít để làm sao cho bà con khi mà chăn nuôi ổn định có kinh tế rồi thì phía trang trại sẽ lấy các cái phần vốn về một cách từ từ chứ trang trại chúng tôi sẽ không thu hồi hết của bà con. Đó là những kinh nghiệm chăn nuôi cày mốc và chính sách ưu đãi dành cho bà con chăn nuôi của trang trại động vật hoang dã Việt Hà có địa chỉ tại Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Nếu như bà con có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ với anh qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình để được tư vấn kỹ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con ở những video tiếp theo trên kênh Nông Lâm.net.